kem trộn đến bây giờ chắc là một chủ đề mà nó xưa như trái đất rồi. Nhưng mà bác sĩ Ngọc tin là vẫn nhiều bạn đang rất là sợ kem trộn ở trong đầu. Và ngày hôm nay bác sĩ Ngọc sẽ làm cho các bạn hết sợ kem trộn và có một cái nhìn rõ ràng hơn và đúng hơn về kem trộn là gì nhé. Xin chào Thiên Khảo, xin chào cả nhà, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Ngọc. Và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta đó là đừng sợ kem trộn nữa mà hãy hiểu rõ kem trộn là gì. Và trước khi đi vào chủ đề này thì bác sĩ Ngọc muốn mời các bạn hãy tham gia vào trong group Skincare Khoa học cùng bác sĩ Ngọc này. Đâu đó phải trên 10.000 thành viên rồi và hãy like fanpage bác sĩ Nguyễn Ngọc hơn 3.000 lượt follow rồi. Và các bạn hãy tham gia vào hai cộng đồng này để hàng ngày chúng ta sẽ có thể nhận được thêm nhiều hơn những giá trị từ những bạn ở trong hai cộng đồng này và cũng là từ bác sĩ Ngọc sẽ trao đi rất là nhiều những kiến thức ở trên đó nhé. Và với chủ đề ngày hôm nay của chúng ta thì bác sĩ Ngọc sẽ chia ra làm 3 phần để làm rõ cho các bạn này. Phần đầu tiên đó là kem trộn là gì, chúng ta hiểu thật rõ kem trộn là gì này. Và phần thứ hai đó là những cái hậu quả do kem trộn gây ra. Và phần thứ ba đó là cái cách để chúng ta có thể nhận biết được kem trộn, những cái dấu hiệu mà chúng ta đang dùng phải kem trộn nhé. Và nói đến kem trộn thì đây là một cái từ mà từ ngày lâu rồi, rất là lâu rồi. Thì các bạn hay tưởng tượng đến một cô ngồi khuấy khuấy một cái chậu gọi là trộn, khuấy trộn đúng không? Nhưng bây giờ kem trộn nó không phải là làm một cách thủ công như vậy nữa. Có rất là nhiều nơi và họ làm kem trộn rất là tinh vi rồi và không phải là ngồi để khuấy khuấy trộn trộn như vậy đâu. Và kem trộn thì thành phần chính của nó là những cái sản phẩm chất dưỡng ẩm và có thêm thành phần đó là corticoid và aspirin là chủ yếu. Thì tại sao lại cho thêm hai thành phần này? Và đầu tiên đó chính là corticoid. Thì corticoid chắc các bạn nghe không còn xa lạ gì rồi đúng không? Và các bạn chắc trong đầu chỉ là đang sợ thôi. Nhưng các bạn có biết không, corticoid là một thuốc chống viêm nhóm steroid và nó có những cái chức năng đó là ức chế miễn dịch này, giảm viêm này, giảm sưng này và ngậm nước. Và corticoid thì được ứng dụng rất là nhiều ở trong những cái bệnh lý toàn thân mà bác sĩ Ngọc đang không bàn đến, nhưng mà ở trong chuyên ngành da liễu thì được ứng dụng rất là nhiều. Và bác sĩ Ngọc có nói một lần đó là nếu như bác sĩ nào mà ngồi phòng khám mà một ngày không kê đến corticoid thì rất là hiếm. Và đặc biệt là trong những cái ngày khô hanh như thế này này, viêm da cơ địa thì bùng phát rất là mạnh và corticoid đã đóng một cái vai trò rất là quan trọng để trong cái phác đồ của viêm da cơ địa. Và rất là nhiều những cái bệnh khác nữa thì đều có thể cần thiết đến những cái thuốc bôi có chứa corticoid. Và corticoid thì nó không phải là xấu và tệ như các bạn nghĩ, mà thực chất nó là một con dao rất là sắc nhưng mà hai lưỡi. Và nếu như chúng ta không biết sử dụng đúng cách thì nó sẽ làm chảy máu tay của chúng ta luôn. Và corticoid nếu như mà các bạn biết dùng đúng là còn đến 7 nhóm corticoid cơ, từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì đối với cả những cái nhóm nào có thể dùng trên mặt thì là những cái nhóm nhẹ thôi, còn những cái nhóm mạnh hơn thì không được phép dùng ở trên mặt và chỉ dùng ở tay, chân và cơ thể thôi. Nhưng kem trộn, trong kem trộn có chứa corticoid thì nguy hiểm ở chỗ là nó không biết là corticoid ở nhóm nào, vì vậy cho nên chúng ta không thể kiểm soát được cái việc là có được bôi tốt lên trên mặt hay không. Và thậm chí là những các bạn lạm dụng việc bôi corticoid thì nó sẽ rất là nhiều hệ lụy về sau. Và bởi vì corticoid thì có những tác dụng là giảm viêm, giảm sưng và ngậm nước, cho nên là khi mà các bạn bôi corticoid ở trong kem trộn lên trên da ấy thì một vài hôm sau thôi là da rất là mướt, rất là căng, rất là mịn, giảm viêm mụn và khô mụn rất là tốt và cảm thấy như là kiểu tìm thấy chân lý cuộc đời rồi ấy. Nhưng mà cái này thì chúng ta, nếu như chúng ta lạm dụng, chúng ta bôi liên tục theo như là lời của những người bán kem trộn nói là bôi lâu dài không sao cả ấy, và chúng ta cứ bôi liên tục như thế thì dần dần chúng ta sẽ dẫn đến một cái tình trạng đó là bị nghiện corticoid. Và bác sĩ Ngọc sẽ nói đến cái vấn đề này ở trong video lần sau. Và tiếp theo đó chính là aspirin. Corticoid và aspirin là hai thành phần mà rất là thường xuyên xuất hiện ở trong kem trộn. Và corticoid thì bác sĩ Ngọc vừa nói rồi, và bây giờ là aspirin. Thì aspirin có, chúng ta cũng nghe cũng quen quen đâu đó đúng không? Mẹo làm đẹp và mẹo trị mụn bằng aspirin đúng không? Thì thực chất aspirin nó là một cái thuốc giảm đau chống viêm không steroid, tức là nó không phải là cái nhóm steroid. Và aspirin này thì nó còn có những cái đặc điểm rất là giống với cả salicylic acid, và nó là một cái dẫn xuất của salicylic acid. Trong những cái điều kiện thuận lợi thì nó sẽ chuyển đổi thành salicylic acid để hoạt động ở trên da. Và các bạn nghe đến salicylic acid thì có thể hình dung đến BHA đúng không? Nó là một dạng của BHA. Vì vậy cho nên là aspirin nó cũng sẽ mang những cái đặc điểm ở trên da khi mà dùng sử dụng trên da, đó là sẽ có thể tẩy tế bào chết cho da này, có thể làm khô nhân mụn hơn này, giảm viêm mụn hơn này, và có thể tan rất là tốt khi mà cùng trong corticoid để đi trên hoạt động trên những cái bạn bị da dầu ấy. Và khi nghe đến corticoid có những công dụng như là giảm viêm này, giảm sưng này, giữ nước này, và aspirin thì có những công dụng như là tẩy tế bào chết cho da này, có thể làm da sáng hơn này, khô nhân mụn hơn, giảm viêm mụn hơn và có thể hoạt động tốt trên những bạn da dầu. Và chúng ta nghe đến đây thì có vẻ khá là hấp dẫn đúng không? Nhưng mà tại sao kem trộn lại bị bài trừ nhiều như thế và nghe rất là đáng sợ như thế qua những cái thời gian các bạn sử dụng? Thì thực chất là chúng ta không thể biết được là trong cái kem trộn đó thì sử dụng cái nhóm corticoid nào, bởi vì là không phải nhóm nào cũng dùng được trên da mặt, chỉ có nhóm rất là yếu, nhóm corticoid yếu và nhóm trung bình thì có thể xem xét sử dụng thôi. Còn đôi khi trong kem trộn sử dụng những
những cái nhóm corticoid rất là mạnh như là dexamethasone, thì cái này nó làm sáng da và ngậm nước và làn da căng mịn trong những ngày đầu rất là ok. Nhưng sau đó các bạn dùng lâu dài chỉ trên 2 tuần là bắt đầu sẽ dần dần bị phụ thuộc bởi corticoid, và từ đó sẽ có rất là nhiều những cái hệ lụy, những cái tác dụng phụ, những cái thậm chí là hậu quả rất là nặng nề do corticoid. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Và phần 2 chính là hậu quả do kem trộn gây ra. Khi mà chúng ta bị nghiện cái việc sử dụng kem trộn này, khi chúng ta dùng nó cứ sáng da, nó mịn, nó sạch mụn, nó đẹp, và chúng ta dùng liên tục mà từ 2 đến 4 tháng là chúng ta có thể bị nghiện corticoid trong kem trộn rồi. Và khi này, lúc này khi mà dừng lại là nó sẽ có một loạt những cái phản ứng xảy ra, đó là sau đó chúng ta bị viêm da này, bị phù nề này, bị lên rất là nhiều mụn bùng phát này, thậm chí là có thể bị xuất hiện thêm nấm và demodex khi mà corticoid làm cho da chúng ta bị mài mòn đi, và cái đề kháng trên da nó giảm đi rất là nhiều và khiến cho những cái vi khuẩn cơ hội này rồi thì demodex và nấm bắt đầu phát triển. Và cái hậu quả mà thường gặp nhiều nhất khi mà sử dụng lạm dụng corticoid một thời gian dài trong kem trộn, có thể từ 2 đến 4 tháng hoặc lâu hơn nữa, đó là chúng ta sẽ bị da bị mỏng hơn, trông có vẻ trắng trẻo hơn đấy, vì trong đó có cả aspirin này và corticoid này. Thì dùng một thời gian cảm thấy là da nó trắng hơn, nhưng thực chất là da mỏng đi rất là nhiều, và nếu các bạn dùng lâu nữa thì có thể còn lộ cả mạch máu ra nữa cơ, teo da, giãn mạch này, lộ gân mạch máu này, và sau đó còn bị rậm lông này. Chúng ta sẽ thấy là lông trên mặt nó phát triển nhiều hơn, mọc nhiều hơn. Và nếu như mà các bạn bôi một cái số lượng lâu và đủ lớn trên một cái diện rộng như thế này và bôi lâu dài thì có thể corticoid đi vào trong mạch máu và có thể còn ảnh hưởng đến nội tiết tố toàn thân, khiến cho chúng ta bị suy tuyến thượng thận cơ. Rồi, và đi vào phần 3, đó là nhận biết kem trộn như thế nào. Thì bây giờ kem trộn nó không còn dễ dàng để mà nhận biết như ngày trước nữa, không phải là những cái dạng đóng gói sơ sài rồi những cái dán nhãn sơ sài với những cái tên in sộc sạch và những cái hũ kem mà mở ra là đã nồng nặc mùi hơi chua chua và cũng nồng nặc cái mùi của corticoid hoặc là những cái chất kem màu hồng, màu vàng rất là dễ nhận biết nữa. Và bây giờ kem trộn nhiều nơi làm tinh vi hơn rất là nhiều, và với những cái bao bì trông rất là gọi là rất là khoa học này, trông nó rất là da liễu, trông rất là xịn sò, và với những cái tên nó cũng rất là da liễu, nó cũng rất là dermatology, và rất là khó để nhận biết. Và cái chất kem nó cũng có thể là màu trắng, màu trong, hoặc là nó chỉ pha trộn một chút corticoid thôi, thì cũng rất là khó để nhận biết. Và bây giờ có rất nhiều loại hương liệu để át đi những cái mùi của đặc trưng của corticoid rồi. Thì vậy cho nên là bây giờ nhận biết kem trộn mà qua cái bao bì này, hoặc là qua cái mùi này, hoặc qua cái mùi, hoặc là qua cái màu sắc ấy, thì nó cũng sẽ rất là khó. Và chúng ta vậy thì làm sao để chúng ta có thể nhận biết được kem trộn đây? Thì đầu tiên đó là cái dấu hiệu dựa vào những cái lời quảng cáo của những cái người bán ấy, đó là đẹp nhanh này, sáng da nhanh này, không hồi màu da này, rồi thì sạch mụn nhanh này, vừa trị mụn, vừa trị nám, vừa trị sẹo, tất cả các công dụng ở trong một cái hũ kem, thì khả năng cao đó là kem trộn, bởi vì rất là ít những cái loại kem trị mụn mà cam kết mà trắng nhanh, trắng đẹp, không hồi da, rồi sạch mụn, sạch nám, tất cả trong một loại như vậy mà cấp tốc được đâu các bạn ạ. Thì các bạn hãy thận trọng với những cái lời quảng cáo, những cái lời câu kéo đấy nhá. Và nếu như các bạn mua những cái loại kem mà không rõ nguồn gốc, không rõ xuất xứ, và những cái loại kem mới nổi, những cái tên mới nổi ở trên thị trường mua về dùng mà sau vài hôm thấy da của mình sáng hơn, trắng hơn, mịn hơn, căng hơn và mụn bay đâu hết, nám cũng có thể là mờ hơn một chút, thì các bạn phải rất thận trọng, bởi vì những cái loại mà nó làm đẹp nhanh, làm đẹp cấp tốc thế thì rất là khả năng cao là có corticoid. Rồi, và bây giờ trước khi đi vào cái lời khuyên của bác sĩ Ngọc này, thì bác sĩ Ngọc sẽ tổng kết ngắn gọn lại cho các bạn những cái điều bác sĩ Ngọc nói từ đầu đến giờ nhé. Thì đầu tiên, kem trộn thì nó sẽ có thành phần gồm những cái sản phẩm dưỡng này, những cái chất dưỡng này kết hợp với cả cái chính là corticoid và aspirin. Aspirin thì nó là một cái chất giảm đau, chống viêm, không steroid và có khả năng hoạt động trên da gần như là salicylic acid ý, cũng là tẩy tế bào chết này, cũng có làn sáng da nhẹ này, cũng có giảm viêm mụn này, co gọn cùi mụn hơn này, và hoạt động rất là tốt trên da dầu này. Và thứ hai đó là corticoid là một thành phần rất là quan trọng và không thể thiếu trong kem trộn này. Thì corticoid bản thân nó không phải là xấu, nhưng việc chúng ta lạm dụng nó thì nó rất xấu thôi. Corticoid thì được kê đơn hàng ngày rất là nhiều ở trong chuyên ngành da liễu, và thậm chí là bác sĩ Ngọc vẫn phải có một tip corticoid ở trong nhà để thỉnh thoảng mà các em bé mà bị viêm da cơ địa này, hoặc là bác sĩ Ngọc mà thỉnh thoảng mà nó bị con gì đốt hoặc là viêm da thì chúng ta vẫn phải dùng corticoid. Nhưng mà trong kem trộn nó nguy hiểm ở chỗ là nó không thể biết được là cái nồng độ corticoid là ở cái nhóm nào, bởi vì có 7 nhóm corticoid và không phải nhóm nào cũng có thể dùng được trên mặt, mà chỉ những cái nhóm tác dụng yếu hoặc là trung bình mới có thể dùng được trên mặt thôi. Và việc chúng ta dùng phải có thời gian, phải có liều lượng và phải dưới hướng dẫn của bác sĩ, chứ không phải là dùng một cách ồ ạt, bừa bãi, lạm dụng thì sau đó nó sẽ gây ra rất nhiều những cái hậu quả về sau. Corticoid là một cái phát minh rất là có thể nói là vĩ đại để chúng ta có thể điều trị những cái bệnh toàn thân và những cái bệnh ở trên da.
bác sĩ Ngọc thực sự là không phủ nhận những cái tác dụng của corticoid, nhưng nó đúng là cái con dao hai lưỡi, và nếu như chúng ta không biết sử dụng thì nó sẽ làm chảy máu tay của chúng ta rất là nhiều. Và corticoid nếu như mà ở trong kem trộn mà chúng ta lạm dụng thì cực kỳ tai hại. Nói như vậy để các bạn hiểu rằng khi đi bệnh viện các bạn cũng có thể sẽ được kê corticoid, thì đấy là một cái việc rất là bình thường thôi, vì hàng ngày các bác sĩ cũng kê đơn rất là nhiều, nhưng mà được dùng dưới hướng dẫn của các bác sĩ này, và có đảm bảo về thời gian và có sự kiểm soát rõ ràng về thời gian, thế nên là nó cũng không phải đáng sợ. Nhưng trong kem trộn thì các bạn bôi hàng ngày, các bạn làm theo lời của những người bán, các bạn bôi hàng ngày mà không biết nó là cái nồng độ nào ở nhóm nào thì nó thực sự nguy hiểm. Và những cái hậu quả của corticoid trong kem trộn gây ra khi mà chúng ta dùng lâu dài, chúng ta bị nghiện corticoid, đó là chúng ta sẽ bị teo da này, bị giãn mạch máu này, da chúng ta mỏng tang ra và lộ hết cả mạch máu ra này, và rậm lông này, rồi thì mọc mụn rất là nhiều, bùng phát ồ ạt này, thậm chí có thể nhiễm thêm nấm này và demodex, ký sinh trùng demodex ở trên da nữa, rất là nguy hiểm đúng không ạ? Và để mà nhận biết được kem trộn thì bây giờ những cái mà dựa vào màu sắc của kem này, những cái dựa vào mùi hương này, những cái dựa vào cái cách đóng gói và bao bì mà nó sơ sài, rồi thì trông nó không được thật lắm, những cái dán nhãn rất là sơ sài, thì đấy là những cái loại ngày xưa thôi. Còn bây giờ thì kem trộn nó rất là nhiều hình tướng, nó rất là nhiều mẫu mã và nó rất là tinh vi, và chúng ta sẽ rất là khó để mà có thể phân biệt được qua qua những cái đặc điểm ngày xưa là mùi chua chua hắc hắc này, rồi thì màu kem, màu vàng, màu hồng. Bây giờ nó rất là khó để mà nhận biết như vậy. Và chúng ta hãy dựa vào những cái cảm nhận của chúng ta khi mà gặp những cái lời quảng cáo như là trắng nhanh, đẹp nhanh, cấp tốc, rồi thì vừa trị nám, vừa trị mụn, vừa trị tất cả các loại viêm da các thứ, thì khả năng cao là nó có corticoid. Và khi mà chúng ta bôi lên ý, mà phải không cho nó đẹp ngay và nó sạch mụn này, nó mờ nám đi này, thì chúng ta phải rất thận trọng. Và để mà tốt nhất mà không phải dính về kem trộn thì tốt nhất chúng ta nếu có vấn đề gì về da thì chúng ta hãy tìm đến những chuyên gia hoặc là những bác sĩ da liễu để có thể tư vấn và kê sản phẩm cho chúng ta phù hợp nhất. Và hãy chọn những sản phẩm của những cái hãng lâu đời uy tín rồi các bạn ạ. Không tội gì mà phải đi lao đầu vào những cái hãng nó rất là mới và nó chưa có cái sự trải nghiệm và chưa có những nhiều người dùng trải nghiệm cả. Những hãng rất là lâu đời như là của Pháp này cũng có này, Mỹ này, Anh cũng có, như là Bioderma này, Simple này, La Roche-Posay này, Vichy, rất nhiều những cái hãng như vậy, chúng ta có rất là nhiều sự lựa chọn. Vì thế cho nên là không việc gì phải đâm đầu vào những cái hãng mới nổi và không rõ nguồn gốc đúng không ạ? Vậy là hôm nay bác sĩ Ngọc đã làm rõ hơn cho các bạn về những thành phần ở trong kem trộn này, và cũng đã cho các bạn hiểu rõ hơn về corticoid như thế nào. Có đến 7 nhóm corticoid và chúng ta vẫn có thể dùng corticoid hàng ngày khi mà chúng ta đi đến bệnh viện da liễu. Nhưng trong kem trộn thì nó lại rất là khác, khi mà chúng ta không biết rõ nồng độ là nồng độ nào mà phải dùng lên trên mặt này, rồi dùng kéo dài, thì nó là một cái điều rất là tệ hại và gây ra rất nhiều hậu quả. Và hy vọng rằng các bạn sẽ có một cái nhìn thông thái hơn để khi mà lựa chọn những sản phẩm chăm sóc da cho mình thì sẽ không lựa chọn phải những cái hũ kem trộn như là bác sĩ Ngọc đã có cái lời khuyên ở bên trên nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy video ngày hôm nay hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ nó rộng rãi đến tất cả mọi người. Và hãy ấn đăng ký vào kênh YouTube của bác sĩ Ngọc này, ấn thêm về hình quả chuông nữa, để hàng ngày chúng ta sẽ có thể gặp nhau nhiều hơn vào những khung giờ trong ngày. Bác sĩ Ngọc mỗi ngày có thể ra đến 3 video và thoải mái cho các bạn cập nhật thêm kiến thức nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.